Ê, chị làm gì vậy? Đang phủi kiến cho cái con tắm nó trèo lên nó hái đu đủ. Cái đu đủ là mày có tắm ở đây. Ừ lộn. Rồi làm gì vậy? Hái đu đủ. Hái đu đủ cầm dao làm gì? Thì đốn cái đu đủ thì mới hái được trái đu đủ. Cái lấy cây thọc được mà. Thôi, lỡ rồi. Mày nhớ cái video mà hả tao? Không còn cái gì luôn. Còn cái cây này sao tao lắc được? Trời ơi trời. Tao đập đầu nó cổ không buông quên nữa. Bây giờ tao đốn nó luôn chứ sao giờ. Ghế bự quá mà. Dì hai rồi. Ai biết đâu, đi đâu rồi. Ê, chạy đi ra với bà nội. Con cứ hái tiếp đi, mẹ đang phụi kiến cho con nè. Con gì trển? Con tắm. Con tắm đâu gai? Con tắm nó trên cây đu đủ á. Cái này là coi phim quá 180 phút rồi nè. Ê chị đẩy gì vừa chặt gì đẩy nó quanh kia ấy đừng. Mày lại gì vậy? Hết hồn mày. Vừa chặt vừa đẩy quanh kia để nó ngã ngược lại sao? Nó không nhúc nhích được. Để tao. Ngã rồi, ngã rồi. Ê, ngã rồi. Ôi, ơi, coi chừng nó ngã ngược lại. Đi, mày lỗi rồi mày. À, nó nhảy tán loạn luôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chết rồi. Rồi nó nát bét luôn rồi, còn gì nữa đâu. Chị hai mình có hỏi gì nữa không biết hay chưa? Ok. Đây cả nhà, đây là cái trái đu đủ mà hồi sáng mình mới chặt cây xong đó cả nhà. Đây đã bào sợi nha. Rồi có rau quế nè. Rồi gì ta? Rau quế, rau thôi. Với lại rau gì ăn hột vịt lộn. Rau găm. Rau quế có thơm rau găm ở trong đây nha cả nhà. Còn đây là bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm bé Ngân nó chiên nè. Để ăn kèm chung với cái này cho ngon nha. Nó hơi khét nhưng mà vẫn ngon. Đây là tôm với thịt nha cả nhà. Đây đậu phộng. Bây giờ mình bắt tay vô mình trộn thôi đúng không? Ê quên, còn chén nước mắm thần thánh. Đây. Em tự làm nha cả nhà. Đó, xịn non bao cay luôn nha. Cái này anh hai thấy cho anh hai thèm trước đi. Đó, giờ bỏ hết vô luôn nha. Ok. Quá ngon. Thơm. Cả nhà thấy qua hình ảnh thôi chứ nghe nó mùi nó thơm, đúng thơm luôn á. Đây. Giờ mình sẽ bỏ ra cái này. Miếng tôm để đâu không? Thì vòng vòng đi. Cũng nhiều mà. Vậy đi ha. Cũng được. Ngưng là nó có ăn rồi cái gì đó cũng được hết trơn. Đó. Mẹ già mẹ lùng á, mẹ ngắn ngủn mà. Nhiều khi cái vùng bẩn đó nó dài, lai mẹ phải cắt bỏ đó đó. Trời. Các mẹ kê ghế lên mẹ ngồi đi mẹ. Rồi mẹ mời cả nhà đi mẹ. Hello, em mời cả nhà cô bác anh chị em và các cháu ăn với con tôm này. Coi xương xúc xích làm có ngon ngay cả nhà. Xương xúc xích. Em xin mời. Ngon không mẹ? Mới ra.
Đây cả nhà. Trời đất ơi, mẹ mẹ bỏ gỏi ở đây ăn mới ngon nè. Ăn sao? Bỏ gỏi ở đây cắt cái bánh nè. Ê quên, em mời cả nhà nha. Đường nào cũng vào bụng hết, bỏ vô làm cái gì. Trời ơi, công nhận em làm quá ngon cả nhà. Ghê chưa, ghê chưa. Cái thử thiệt đó mẹ. Trời ơi, cái muỗng là muỗng đen quá. Nhưng mà cả nhà nha, cả nhà ăn với em gỏi đu đủ nha. Con gái em làm cũng ngon không? Con nó đi, nó được làm dâu người ta được chưa đây không biết nữa. Ngon quá. Nhà em đang sửa lại cái nhà sau cả nhà, nên là nó hơi ồn, quý vị cả nhà thông cảm nha. Ngon chứ nào. Chua chua cay cay. Có hăng thêm mùi hạt đậu phộng. Vừa miệng nữa ha. Ngon lắm cả nhà. Nhà ăn ngon không? Xí con cũng được ăn mà. Hạn trước ăn sau là hết ngon. Ngon thèm rồi. Ăn cháo tôi thèm dữ lắm rồi. Vậy cho canh à. Chanh á, mấy con gọt vỏ hết trơn. Con lấy luôn cả cái xác nó luôn. Cái muối á. Nó nhìn vô cái là cái nước mắm nó rất hấp dẫn, đúng không? Ừ. Có lượng phanh nước mỗi đường. Hai muỗng nước mắm và muỗng đường cát. Mình làm ít mình ăn ít, mà số lượng nhiều mình tăng lên nhiều, đúng không? Ngon mẹ. Ngon. Đủ giòn ha. Ừ. Ăn đi bữa không có đủ ăn đâu. Làm có đủ ăn. Đi thì nó già, bữa nó già nó ăn. Nó còn mấy cái non non ở trên á. Nó có già được nữa rồi. Không già, đồng tình lát mình ra coi coi, mày chỉ cho. Con biết nó già không là con lấy cân trọc nó nhẹ. Nó chảy mũ mà trắng bóc luôn hay là non. Mà nó đục đục trong 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 á, như giống nước cơm do mà 2-3 lần rồi á. Cái nước sau á, nó trong trong á, là đủ nó hường. Con biết không? Ừ. Còn mới chín là không có chảy mũ luôn đó. Trái sống là cái màu thì nó y sữa bò á, là sống nhăn à. Đúng không? Không dọc nguyên cây xuống luôn mà không thấy cái nào nó cũng không già chứ không ta. Chọc chọc gì nguyên cây rồi thật hết trơn rồi nó mất có gì đâu ăn. Không có đâu, ý là con chọc có đủ lấy gan chọc lên nè con coi cái nào chạy mũ đó. Rồi cái nào cũng chọc hết trơn hả? Dạ đúng rồi, như vậy thì mới biết được chứ. Con chọc này chạy hết trơn sao rồi nó có rớt nó đâu. Không, con đụng nhẹ nó xíu à. Con lấy cái tay con chọc nhẹ nó xíu thôi. Không gì chưa. Dạ. Ủa ngón tay này sao tới? Tự nhiên cái cây chọt mà ngón tay mày đâu mà xỉa lên nó mà tới mà lượt lượt cô lấy cái cây chọt nó chọt nó thấy nhiều mũ xuống. Ừ đừng có hiểu nhiều nó chạy hết. Dạ con biết ta rồi, ta chấm cái nhẹ thôi là ta biết rồi. Dạ mà biết gì tại chỉ vậy thôi chứ nhìn mấy cái thấp dưới là chín, cái nhà ở trên là non. Thấp dưới là chín hả? Ngu quá bà ơi. Không cái nào chín hết ta. Nhè. Dạ. Không, ý là con nói là còn ăn đi xong rồi mà chỉ cho. Dạ. Mà thôi, chỉ cho mốt cái đừng học. Khỏi khỏi. Dạ được rồi. Để cho nó lớn thì da nhìn nó hoài không lớn nữa đâu. Đi rồi mày chỉ cho. Ừ. Cái gì chỉ cho mới biết chứ không chỉ sao con biết. Thôi con biết mà, con biết rồi. Ăn ra đi ra chỉ cho bà. Ăn đi. Bữa sau chính mẹ làm cho thì lỗi ta heo á, nó giòn. Mẹ làm cho ăn. Cái này nè, người ta lấy đồ ta dắt nước cho mạnh tay rồi mới được, nó mới giòn. Nãy dắt yếu xìu, ta còn yếu xìu phải không? Dạ. Ăn đi, đi cho mày chỉ cho. Đi. Ăn xong chưa? Mày làm gì vậy, mắc nghẹn hả? Trời, lấy nước uống nghe. Sao vậy? Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn á. Ăn đi. Không, trời mưa tới kè tối rồi. Đi ngưng chút ăn. Đi ra chỉ cho mày, chỉ cho con này. Nướng lên mày biết. Trời ơi quý thằng ơi. Ai chặt cái đủ mẹ rồi kìa. Đủ bí đâu. Ai chặt cái đủ gì hay kìa. Rồi cái cây mày lấy cái cây thọc đâu. Cái cây nào nãy thọc đâu. Nãy
thật tôi đủ chỉ cho mẹ coi đây. Đây đâu? Tôi thấy cái nào đâu? Vậy là mày với ai thằng kia con mau nó còn cái gốc không phải rồi. Con kể cho mẹ nghe. Cái nó đủ gì mà nó cao vậy nè. Làm sao mà con hái được? Đúng không? Con mới lại đây, sao con nhẹ nhàng. Con lấy cái dao, con khều vậy nè. Cái xong mà nó ngã xuống thôi. Mày sao mày không kêu nhà chồng mấy người ta làm chồng ta chèo ta hái cho. Sao mà mày giữ ý mày chặt cho nó đủ của mẹ vậy? Con là người thích tự lập, con không thích nhờ giả một ai hết. Hiểu không? Mẹ hiểu không? Con thích cưa nhẹ nhẹ con đá nó cái nó chặt xuống. Mày giỏi hay quá hả, cái cây kia muốn chết mẹ không nói rồi. Cái cây này mập mập rồi thù lù nè, trời ơi trái nó sắp sửa ra nó là con thấy không? Mày ăn gì khóa hạn, khóa ngoại gì đâu. Rồi mất có đu đủ ăn hèn chi con nấu nó đúng rồi. Bây giờ con tính sao? Hả? Bây giờ mày đánh con được chưa? Ăn kiểu gì mà ăn vậy mốc nè, con chém mít nè. Cái hạ cây xuống luôn đi. Ừ, chém mít thì đem về chấm muối ăn ngon nè. Bà mẹ tôi bỏ đầu mày giờ. Lựa cái trái nào á là nó xấu rồi cho cắt thì được, còn trái nào đẹp chừa cho mẹ thì được, chứ không phải cắt hết nó rồi cho. Bây giờ cái này tính sao? Để cho từ từ nó mọc chỉ ra một đợt lên, xong nó lớn lên thì nó cũng mọc được, nhưng mà lâu lắm. Trời ơi, không biết chèo thì kêu tổ tài á, kêu cha mày đó, ông chèo lên học cho. Tại sao mày lên mày hả cái này của mẹ? Có cái đu đủ là làm gì ghê. Vô lấy cây nó sắt con gán nó lại cho mẹ coi nè. Tao giọng mày cái chết bây giờ nè. Mày con gái mà mày nghịch người thôi nha. Nha, nha. Mày được cái giống thằng Thuận Cường của cha. Thấy đội đó ngược rồi biết rồi. Hả? Nó ngược cái gì? Trời nha cha, mày không có giống thằng Thuận Cường cho con gái cho đàn thì bị nữa cha. Nghe không? Mai mốt cái gì không được thì chờ người khác về. Người ta thật ta hát cho không có tự ấy chặt cho. Anh hai ơi, về cứu em bên đây. Con nghe mày nói không? Nghe con nghe con giật một cái đổ tay mày chết mẹ mày bây giờ mày tin không? Anh hai ơi, về cứu em đó. Vậy mày mời mẹ ăn hả? Mẹ ăn xong rồi giờ mẹ khỏe mày chửi mày hai gì? Mẹ ăn rồi mày quề đi chứ. Hả? Con điện mẹ mày, tao ngắt con mắt mày ra bây giờ. Mày có con mắt thù sồ lỗ như bánh xe đèn hơi sao mày không thấy? Hả? 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 Con xanh mày ra anh chứ có hai mắt mày như xe hơi hả? Sao mày đau hả? Đau cuối chân là mòe mày. Má mày chạy đâu? Đứng đây. Chạy tao hả? Nhà đừng chửi em nha. Tại vì cây đu đủ đó, anh hai với cậu Tài nói là hả, sớm muộn gì cũng chặt để lấy cây á trồng để hả xây lên cái chuồng gà để cho mẹ nuôi gà. Rồi sớm muộn gì cũng chặt nên thôi, em lỡ rồi thì em chặt luôn chứ có gì đâu. Đúng không? Mẹ không biết nên mẹ dí quánh á. Có gì đâu, chọc ghẹo cho mẹ vui ấy mà. Mà vui đâu, thấy mẹ dí quánh quá trời quánh. Thôi. Bây giờ thì clip nó cũng dài rồi. Em cũng bị quánh rồi, ăn cũng no rồi. Vậy thôi giờ em chào tất cả mọi người nha. Cả nhà mà họ có yêu quý em á thì để cho em lại một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye.